Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tuyến đường, kết nối với các địa phương, từng bước xây dựng hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của người dân khu vực miền núi, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và rút ngắn khoảng cách vùng miền. Nhiều năm trước, khi chưa có tuyến đường này, người dân ở thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, phát triển kinh tế. Đáp ứng mong mỏi của bà con, năm 2020, công trình đường giao thông thôn Ngàn Vàng Trên được đầu tư xây dựng với chiều dài hơn 2,2 km, tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng. Năm 2021, con đường bê tông được hoàn thành trong niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân trong thôn. Trước đi khó lắm, bây giờ nhà nước làm cái đường đi tốt lắm rồi, bây giờ không khó rồi, bây giờ bà con đi phấn khởi rồi. Ngày xưa thì có đường hẹp không đi được, bây giờ xe máy ô tô đi lại, con lợn to đi bán đi chở đi, cái hồi nhận xuống đường chở đi bán đẹp rồi. Không ngày xưa khó vác vai vác khó lắm mà bây giờ không khó rồi, làm được ăn rồi. Trước đây, do chưa có đường bê tông đến tận thôn, việc phát triển kinh tế của người dân gặp rất nhiều trở ngại. Sau khi tuyến đường Ngàn Vàng Trên được hoàn thành đưa vào sử dụng, giá thu mua nông lâm sản của bà con nơi đây đã tăng lên nhiều lần so với trước đây. Ngày xưa thì chưa có đường bê tông, thì bà con trên này vùng cao ấy thì thu hoạch hồi quế về thì phải vác đi bộ, thì phải đi một ngày mới bán được, về đến nhà là tối rồi. Còn bây giờ thì nhà nước quan tâm làm được đường bê tông lên đây thì bà con rất phấn khởi. Có đường bê tông lên thì lại có người đến mua hồi mua quế thì bà con chỉ việc đi hái về nhà thì có người đến mua rồi đến cân. Đến bây giờ thì được nhiều tiền hơn so với ngày xưa. Cũng nhờ có con đường này, người dân nơi đây đã vận chuyển được vật liệu xây dựng nhà cửa, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của thôn. Nếu như trước đây, trong thôn chủ yếu những ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, thì nay đã được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng, khang trang, mọc lên ngày càng nhiều. Hiện nay có cái đường mới đi lại thì bà con rất là tiện, chở vật liệu, xây nhà, 1-2-3 tầng gì, xây nhà rất là đẹp. Một số nhà thì có tiền thì mua ô tô, còn một số thì đang phấn đấu và cố gắng làm. Hiện nay có đường mới đi lại thì rất là thuận tiện cho bà con. So với mấy năm trước thì bà con thì cũng nhiều người, nhiều hộ nghèo, cận nghèo. Nhưng hiện nay thì có đường đi lại thì bà con thoát nghèo và làm vươn lên làm giàu. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của nhà nước ấy, đặc biệt về đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng ở trên địa bàn xã ấy, thì phải nói rằng cuộc sống của bà con nhân dân ở trên địa bàn rất là phát triển về mọi mặt, và đặc biệt là cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông đi lại rất thuận tiện cho những người dân, đặc biệt là các thôn bản vùng cao trước đây là đi lại rất khó khăn, mà bây giờ thì được sự đầu tư thì là bà con ở trên đây là đi lại rất thuận tiện, đặc biệt là phục vụ cho đời sống sản xuất của bà con ở trên các thôn bản, thì đặc biệt nữa là rất phấn khởi và cái đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Cũng giống như thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, cuộc sống của người dân ở nhiều thôn vùng cao trên địa bàn huyện Bình Liêu đã thay đổi hoàn toàn sau khi nhà nước đầu tư các tuyến đường giao thông. Huyện Bình Liêu xác định phát triển hệ thống giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá. Do đó, giai đoạn 2021-2023, từ nguồn vốn của tỉnh và ngân sách của địa phương, nhiều dự án được triển khai như cải tạo nâng cấp 22 hạng mục đường tràn vượt lũ và đặc biệt là dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Húc Động, Đồng Văn, Cao Bà Lành kết nối đường 18C dài trên 43 km. Đây là một trong những dự án trọng điểm của huyện với tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng, được kỳ vọng là tuyến giao thông sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và thu hút khách du lịch đến với Bình Liêu nhiều hơn. Hoàn thiện con đường từ Húc Động và lên Đồng Văn thì đi những con đường này đi qua những cái điểm
những cái điểm mới mà một số tuyến mới như lên đường Cáp Ba Lanh cũng là nằm trong cái khu rừng sản xuất đấy, cũng tạo thuận lợi cho bà con phát triển về cây hồi, cây quế và những cái và những qua những cái điểm về phát triển du lịch ở một số điểm tại Cáp Ba Lanh. Để trong thời gian tới sẽ có cái bước phát triển kinh tế mới trong thời gian tới tại xã Đồng Văn. Năm 2021, Bình Liêu còn đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống tràn vượt lũ trên địa bàn huyện. Cụ thể, đã xây dựng 12 cống hộp và một đoạn tuyến tránh thay thế 14 đường tràn với tổng chiều dài hơn 3 km, tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Đây là những công trình quan trọng nhằm khắc phục tình trạng chia cắt cục bộ, gián đoạn giao thông vào mùa mưa lũ, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trước khi chưa xây cái cống hộp ấy thì chúng tôi ở bên kia suối ấy thì đi lại rất là khó khăn. Từ được Đảng Nhà nước quan tâm thì xây cái cống hộp này chúng tôi đi lại rất là thuận tiện. Chúng tôi đi thu hoạch hồi xong xuống đường cái là có người thu mua, chúng tôi rất là phấn khởi. Thôn Bản Chuồng thì có 106 hộ. Ngày trước ấy là chưa có cái đường đẹp sang đây thì là chỉ có đường suối ấy. Nếu mà có một trận mưa to nào nước lũ đến là ở cái thôn bản này cô lập hoàn toàn. Những cái hàng hóa mình không thể nào chở đi chợ phiên bán được. Mấy năm gần đây ấy thì được Đảng và Nhà nước quan tâm làm cho cầu cống cho bà con nhân dân thì có đường đi lại đẹp, rất là tiện lợi, phục vụ cho nhân dân trong thôn bản, kinh tế nhân dân của các hộ cũng dần dần phát triển. Hiện nay, hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Bình Liêu đã được bê tông hóa và kết nối đến tất cả các thôn bản. Thông qua đó, phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại dịch vụ và du lịch của địa phương. Những con đường mới đem lại cơ hội đổi thay tích cực, diện mạo nông thôn của huyện miền núi biên giới Bình Liêu ngày càng khởi sắc. Trong năm qua, đặc biệt là từ năm 2017 đến năm 2020, thì huyện Bình Liêu đã được tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng và đặc biệt là các hệ thống giao thông nông thôn kết nối các thôn bản để tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa. Thế thì đến năm hết 2020 thì tất cả các đường liên thôn đã được cứng hóa bê tông đến tất cả trung tâm các thôn bản, 104 thôn bản trên địa bàn huyện Bình Liêu. Thì qua được sự đầu tư như vậy thì bà con nhân dân trên địa bàn rất là phấn khởi và kinh tế thì càng ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn phát huy được khi triển khai phát triển sản xuất thì lưu thông hàng hóa, tăng cái thu nhập đời sống cho bà con và cũng như tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân ổn định cuộc sống cũng như là phát triển sản xuất. Còn tại huyện Ba Chẽ, sau một năm khởi công xây dựng, tháng 6 năm 2023, công trình nâng cấp chống ngập lụt tuyến đường từ đường tỉnh 330 đến đường tỉnh 342 qua các thôn Đồng Dằm, xã Đạp Thanh, thôn Khe Nà, xã Thanh Sơn và thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc đã được hoàn thành, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương. Cầu Khe Mầu thuộc thôn Khe Mầu, xã Đạp Thanh là một trong những vị trí được nâng cấp chống ngập lụt. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giải quyết dứt điểm tình trạng gián đoạn giao thông trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại giao thương của bà con nhân dân. Sau khi mà được nhà nước quan tâm đầu tư thì rất bà con ở thôn Khe Mầu chúng tôi rất là phấn khởi. Khi mà được nhà nước quan tâm đầu tư làm cái cầu mới này thì đường đi lại của bà con rất là thuận tiện và bà con rất là yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế, cũng như là cái đường đi lại thuận tiện lưu thông. Thì bà con nhân dân đưa trẻ đi học thì đối với thôn Khe Mầu chúng tôi hiện nay chủ yếu là đi tuyến đường này thì rất là thuận lợi. Quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông cũng như các cái hạ tầng kinh tế thiết yếu khác thì điều kiện kinh tế xã hội của người dân ở trên địa bàn thì cũng ngày một phát triển và được nâng lên. Thứ nhất là cái hàng hóa cũng được lưu thông một cách nó thuận tiện hơn trong cái quá trình người dân phát triển các cái sản phẩm nông lâm ngư nghiệp. Nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông trong mùa mưa bão, rút ngắn quãng đường lưu thông từ khu 7 và các xã đến trung tâm thị trấn Ba Chẽ, góp phần tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đồng thời cải thiện mỹ quan đô thị và môi trường khu vực trung tâm của huyện.
tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ đã có quyết định phê duyệt dự án cầu nối đường tỉnh 330 với trung tâm thị trấn Ba Chẽ, kết hợp với kè chống sạt lở, tuyến đường trục chính và khu dân cư thị trấn. Công trình được khởi công từ tháng 3 năm 2023. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thiện móng, trụ cầu, đúc và lao lắp dầm, bản mặt cầu. Hiện đang triển khai lắp dựng lan can cầu và đắp lớp cấp phối đá dăm, thi công bê tông hoàn thiện kè trọng lực, các tuyến và đổ bê tông mái kè. Phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ hoàn thành hạng mục cầu và đường dẫn hai đầu cầu để thông xe, phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Để hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, tạo sự kết nối giữa các xã với nhau, những năm qua, huyện Tiên Yên cũng tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tiêu biểu là tuyến đường nối giữa xã Đại Thành cũ với xã Đại Dực được khởi công từ năm 2021 với chiều dài hơn 7 km, được tỉnh Quảng Ninh đầu tư hơn 150 tỷ đồng để bê tông hóa, rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 1 tiếng đồng hồ xuống còn khoảng 15 phút. Khi con đường này hoàn thành đưa vào sử dụng từ Đại Thành cũ sang trung tâm thì rút khoảng cách rút ngắn là 7 cây 9. Như vậy là cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đặc biệt là về sản xuất nông lâm nghiệp là cũng thuận lợi hơn, bà con đi lại giao dịch thủ tục hành chính thì tốt hơn và cán bộ xã thì đi lại đi làm việc thì thuận tiện hơn và giúp phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh triển khai một số dự án giao thông quan trọng kết nối vùng động lực với vùng khó khăn và các cửa khẩu. Tiêu biểu là tháng 9 năm 2023, tỉnh đã khánh thành dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 341 từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh với tổng chiều dài tuyến 35,26 km, quy mô đường cấp 3 miền núi, tổng mức đầu tư 671 tỷ đồng. Con đường này sẽ được kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, góp phần kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực để thúc đẩy liên kết vùng, giao lưu hàng hóa, thu hút các dự án đầu tư. Đặc biệt sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, góp phần phát triển nhanh mạnh khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và thiết thực nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Khi mà con đường này chưa được xây dựng ấy, thì cái quá trình di chuyển xuống thành phố Móng Cái thì rất là xa, là đi khoảng tầm khoảng hơn tiếng là chưa đến thành phố, mà bây giờ thì kéo lại cái khoảng cách là đi chỉ cần khoảng 30 phút là đến thành phố Móng Cái, và qua đó thì các cái nông sản của bà con nhân dân thì sẽ được tiêu thụ cũng như là tạo cái liên kết vùng. Khoảng cách địa lý cũng như hạn chế về hạ tầng giao thông lâu nay là nút thắt rào cản của vùng dân tộc thiểu số miền núi so với các vùng miền khác. Vì vậy, hạ tầng giao thông cần đi trước để mở lối và tạo đà cho phát triển. Với sự quan tâm chú trọng đầu tư của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, hệ thống giao thông miền núi đang dần được nâng cấp, đồng bộ, qua đó mang lại sự đổi thay mạnh mẽ cho diện mạo nông thôn, rút ngắn chênh lệch vùng miền, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển nhanh, bền vững.